Bây giờ chúng ta học bài số 2 ha. Trước khi học bài số 2, kể chuyện 5 phút. Nghe thầy. Còn lâu mới kể hết ha. Hôm qua là mới kể tập 1, hôm nay kể tập 2. Mấy tập? 100 tập. Trời ơi. Câu chuyện này cũng có trên mạng đó, mọi người có thể lên trên mạng coi đóng phim lại dựng lại phim là Cuộc Đời Đức Phật đó ha. Cũng hay. Rồi. Kể tiếp nha. Hôm nay là kể về ngày Đức Phật ra đời. Ngày Đức Phật ra đời là đản sanh. Cái chữ đản có nghĩa là ra đời, là ngày chào đời, gọi là tan, sưng tan. Rồi chúng ta im lặng nha. Thầy kể chuyện mà ai mà nói chuyện là xui xẻo nha. Tại vì thầy đang kể chuyện về cuộc đời Đức Phật, về một vị thánh nhân ra đời. Cho nên là ai muốn may mắn thì lắng tai nghe. Còn ai mà muốn xui xẻo thì cứ nói chuyện. Không phải chù đâu, nói thật đấy nha. Còn sau này ai có thể là đem câu chuyện thầy kể xong rồi kể lại được cho người khác nghe, và người ta nghe người ta cảm thấy thích là các em rất có phước nha. Rồi, Phật đản sanh là nghe tin làm đường cho Hoàng hậu Maya về quê, thì người dân đó là đều nhiệt tình rủ nhau cùng với lại nhà vua tinh sĩ làm cái đoạn đường từ Hoàng cung về đến quê nhà của Hoàng hậu Maya. Và cái đoạn đường sẽ băng qua là cái khu rừng là Lâm Tỳ Ni. Khu rừng rất là đẹp, có rất là nhiều đầm lầy, có nhiều chim hoa, cá kiện, bướm, rồi nhiều loài thú, muôn thú rất là dễ thương ha. Và khi mà hoàng hậu sinh con á, là vào cái cuối mùa xuân là và khoảng chừng đầu mùa hè, tức là thời điểm này nè các em, là đầu tháng tư, là bắt đầu là tháng giêng, là mùa xuân là tháng mấy, 1, 2, 3 đúng không, tháng 1, tháng 2, tháng 3 và cuối mùa xuân, tức là khoảng đầu tháng tư đó âm lịch đó. Và trên đường hoàng hậu bắt đầu là trên đường vào khoảng chừng cuối mùa xuân, đầu mùa hè, hoàng hậu là cùng với đoàn người hầu là trên đường đi về quê. Thì khi mà băng ngang qua cái cánh rừng Lâm Tỳ Ni, là nơi có rất là nhiều cảnh sắc đẹp á, nhiều cái cây hoa đẹp lắm, là hoa, có một cái cây hoa là ở bên đường á, tên là hoa vô ưu, đại khái giống như cái cây mà trường mình mới trồng hai cây này, là đại khái giống loại hoa này. Hoa mùi rất là thơm, rất là đẹp, thì hoàng hậu thấy thích quá cho nên là mới xuống kiệu rồi bước tới cái cây hoa đó. Và khi mà vừa đưa tay lên là chạm vào cái nhánh hoa đó, vĩnh vào cái nhánh hoa, thì ở trên cõi trời á là lập tức là xuất hiện rất là nhiều vị thiên tử, những vị sống ở cõi trời đó, là họ mừng hoàng hậu và chào mừng thái tử, nên là đã xuất hiện đầy khắp bầu trời luôn, thoát ẩn thoát hiện đầy khắp bầu trời, và rải những cái hoa tươi á, là rải từ trên cõi trời cao, rải la tả rơi xuống đến mặt đất là tan chảy hết. Và khi đó thì có rất là nhiều vị ở trên cõi trời cũng biết đánh đờn, nhạc trời hay lắm nha. Chúng ta có coi phim Tây Du Ký thấy có đánh đàn phải không? Trên cõi trời vẫn có âm nhạc đánh rất là hay nữa đó. Nhiều loại đàn độc đáo lắm mà thầy cũng không biết luôn. Và cũng tấu lên những cái bài bản nhạc rất là tuyệt vời. Và khi đó là một cái phép lạ xuất hiện, đó là thái tử từ bên hông của hoàng hậu Maya bằng thần thông ha, mới bước ra bên ngoài. Và khi mà bước ra bên ngoài xong, nghe đúng là chuyện thần thoại đúng không, tại vì đây là một vị thánh nhân cho nên là hoàn toàn khác với người thường. Chúng ta phải sinh ra xong rồi khóc éo é, ai cũng khóc hết đúng không,
có một người không khóc trên đời này, đó là ai? Đức Phật. À, Đức Phật là sinh ra đời bằng thần thông, là bước ra ngoài luôn, bước đi được, chứ không giống như chúng ta là phải một năm sau rồi mới tập bước đi. Và bước ra ngoài, khi mà đạp xuống mặt đất á, thì mặt đất ngay lập tức là xuất hiện những cái đóa hoa nâng đỡ đức chân của Đức Phật. Nên là bước đi 7 bước. Bước đi 7 bước thì có 7 đóa hoa xuất hiện ở dưới chân của Đức Phật á. Cho nên các em có vô trong chùa, các em sẽ thấy là có cái biểu tượng, có một số chùa có cái biểu tượng là Đức Phật còn mới sinh ra đời á, bước trên 7 bước và có 7 cái đóa hoa sen, thấy không? Đó, đó là chính là cái câu chuyện từ đây ra nha. Và khi mà Đức Phật bước ra như vậy thì ngay lập tức là trên bầu trời á xuất hiện một cái đám mưa phùn á, là tưới ướt hết cả người của Đức Phật và mọi người, là tắm mát làm sạch sẽ. Và sau đó là vua cho binh lính mọi người là mới đưa hoàng hậu và thái tử về cung đình, về cung á. Rồi sau khi về cung xong thì nhà vua mới bước vào phòng thăm thái tử. Khi mà bước vào trong phòng thăm thái tử thì thấy một cái hiện tượng lạ là thái tử nằm trên giường, toát ra cái ánh hào quang á, là phủ trùm khắp người, ánh sáng màu vàng. Và nhà vua cảm thấy rằng là rất là xúc động, rất là tôn kính. Mặc dù là cha mình, thì chính cái sự tôn kính là tột độ, là đức vua mới quỳ xuống, là cũng đảnh lễ tức là chào á, chào thái tử. Và khi đó là hoàng hậu mới nói: ủa sao nhà vua lại quỳ lạy con mình? Thì nhà vua mới nói là ta cũng không biết nữa, nhưng mà ta thấy là nhìn thấy hình ảnh của con mình là ta thấy có một cái cảm xúc rất là thiêng liêng, rất là xúc động, nên là ta đã là không có cầm lòng được, nên là ta đã đảnh lễ, quỳ xuống đảnh lễ con mình. Và vài hôm sau á thì có cái vị tu sĩ á tên là Asita, là sống hơn 100 tuổi rồi, ngài mới xin vào trong cung, rồi thăm vua, thăm thái tử. Và ngài trong thăm thái tử xong là ngài mới coi bói cho thái tử. Và ngài theo như là cái tướng số á, là ngài coi bói cho thái tử là thái tử vừa chào đời thôi, nhưng mà đã là hiện lên cái thân tướng á, là có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Tức là sinh ra là từ mắt, mũi, miệng, mái tóc cho đến móng tay, móng chân đều rất là đẹp, da rất là trắng, mắt rất là to ha, và móng từng cái ngón tay á đều cực kỳ là đẹp. Nên là trong sử sách mới ghi lại, là kinh sách ghi lại á, là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp là vậy. Và vị tu sĩ này mới nói thêm là thái tử á là một cái vị sinh ra đời là một vị siêu phàm trên cái cõi đời này, và nay mai khi mà thái tử lớn lên có thể sẽ làm vua của rất nhiều quốc gia, hoặc là thái tử sẽ là một vị thánh nhân siêu phàm để mà kể những cái bài đạo lý đi mà dạy đời, dạy cho nhiều người á. Và nói xong thì ông đã khóc, ông bật khóc lên. Thì nhà vua mới hỏi: ủa tại sao ông lại khóc? Thì ông mới nói rằng: ta đã sống ngoài trăm tuổi rồi, nhưng mà ta không thể nào đợi đến cái ngày mà thái tử á là kể giảng đạo lý cho ta nghe nữa, nên ta cảm thấy tủi thân vô cùng. Nói xong thì ông ta dặn năm người đệ tử lớn của ông ta, là năm anh em Kiều Trình Như á, mà dặn nói là: nên sau này các con á là hãy theo phò vị thái tử này, sẽ được học những bài đạo lý rất là hay, và hãy theo mà tu hành. Rồi vài bữa sau thì nhà vua mới tổ chức một cái buổi lễ đặt tên cho thái tử. Và trong cái buổi lễ là rất là linh đình, rất là nhiều người đang ăn uống, đang vui vẻ như vậy. Và cái tên của thái tử được đặt tên là Tất Đạt Đa, tiếng Hoa là Pi Tả Tua. Nghĩa của nó cái nghĩa là đạt được nhiều thứ, tức là toại nguyện ha, nghĩa là vậy. Và cái buổi lễ được vẫn còn đang là tiếp diễn, thì hoàng hậu ở trong phòng rất là mệt người,
và đã là thanh thản ra đi, tức là khi mà hoàng hậu Maya là sinh được đứa con là công đức rất là lớn, sinh được một đứa con cho cái trình danh này là công đức lớn quá, nên là nhiệm vụ của thái hậu là hoàng hậu là sinh xong rồi sau đó là sinh về cõi trời, sinh về cõi trời Đao Lợi, là một cái cõi trời là của rất là nhiều vị thánh nhân ở trên đó. Và sau này là Đức Phật là tu hành, thái tử tu hành đắc đạo á, sinh lên cái cõi trời cao rồi sẽ gặp lại mẹ mình trên cõi trời, và giảng bài một bài đạo lý, sau này là có kể tới á, giảng một cái bài đạo lý xong là mẹ mình chứng thánh quả ở trên cõi trời luôn. Rất là hay. Sau này là mọi người sẽ được nghe đến rất là nhiều cái câu chuyện mà Đức Phật dùng thần thông này hằng để mà đổ rất là nhiều người. Dần dần thầy sẽ kể tiếp nha. Và câu chuyện là tới đây là tập 2 là tạm dừng, tức là sau khi mà hoàng hậu qua đời và sinh lên cõi trời thì rất là nhiều người, vua và rất là nhiều người khác đều rất là đau buồn, khóc. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mặc dù thầy kể chuyện không hay lắm, nhưng mà chắc có lẽ là mọi người nghe dần dần rồi sẽ cái kỹ năng của thầy kể chuyện dần nó sẽ làm sao được nâng lên, phải không? Gọi là lên hạng hay lên đô hả? Rồi chúng ta học bài 2 nha. Bây giờ là mời các em mở sách ra, chúng ta vẫn đọc lại bài rồi dịch lại bài nha. Do là thông báo lớp á, là thứ bảy tuần này nè, tuần tới đó, tức là ngày 17, 18 tây ha, 18, 19 là hai ngày là thầy với lại một số học viên của trường á là đi dự lễ Phật đản ở ngoài chùa sư phụ, thầy của thầy ở ngoài núi Dinh Vũng Tàu á, là ra ngoài kia làm công quả 2 ngày rất là vui. Cho nên là vì thế là lớp chúng ta sẽ nghỉ thứ bảy chủ nhật tuần sau. Buồn quá, mất bài. Bài sẽ không mất mà hôm nay chúng ta học double. Biết double không? Học gấp đôi. Chúng ta sẽ học hết bài số 2 rồi giải bài tập bài số 2. Rồi sau đó là sẽ dạy nhanh bài số 3 cho mọi người, là để mọi người học từ mới cái. Để tuần tới chúng ta là ôn lại bài thôi. Bài số 3 mình sẽ ôn lại sơ qua là được, học tiếp bài số 4 nha. Tại vì chúng ta nghỉ 2 tuần á em. Tại vì cuối tuần tới là nghỉ thì lại thêm 7 ngày sau nữa, là 14 ngày chúng ta mới gặp lại nhau, đúng chưa? Nhưng mà cái bài tập của bài số 2 này các em sẽ nộp bài tập vào tối thứ 2 tuần sau được không? Lên lớp chịu khó lên lớp nộp bài được không? 9 giờ tối được không? Con ca về hả? Trời ơi, vậy là thầy là rảnh rỗi một tuần không chấm bài rồi, buồn lắm. Rồi vậy thì để lúc đó là các em 2 tuần xong rồi nộp bài bài 2 bài 3 luôn nha. Bài tập á thầy sẽ chấm luôn lúc được. Rồi mời các em đọc từ mới nha, đọc theo từ mới. Trang 42 đọc theo. Chào. Chào. Sân thì. Sân thì. Xie xie. Xie xie. Zai jian. Zai jian. Lão sư. Lão sư. Xuế sân. Xuế sân. Nín. Nín. Y. Y. Ơ. Ơ. San. San. Sư. Sư. Củ. Củ. Liêu. Liêu. Chi. Chi. Ba. Ba. Chiều. Chiều. Sứ. Sứ. Hào. Hào. Rư. Rư. Chín thiên. Chín thiên. Lì. Lì. Quán. Quán. Trang. Trang. Đọc lại. Chào. Chào. Sân thì. Sân thì. Xie xie. Xie xie. Zai jian. Zai jian. Lão sư. Lão sư. Xuế sân. Xuế sân. Nín. Nín. Y. Y. Ơ. Ơ. San. San. Sư. Sư. Củ. Củ. Liêu. Liêu. Chi. Chi. Ba. Ba.
hen, chim hen, lì lì, quáng quáng, trang trang. Rồi mời cả lớp đọc lại nào. Chào chào, xin nghỉ, xin chào, zai jian, lão sư, xuế xuân, nín, y, ơ, san, sư, hù, liêu, chi, ba, chiều, sử, hào, dư, chim hen, lì, quán, trang. Chỉ có góc bên này là thầy không quay được. Bởi vậy là những ai đi học là camera là ghi hình lại hết nha. Rồi chúng ta dịch bài nha. Chữ sớm dịch sao? Chào. Rất sớm. Hoàng chào. Đến. Lại. Đến rất sớm. Lại hận chào. Tôi đến rất sớm. Của lại hận chào. Bạn đến rất sớm. Đi lại hận chào. Chữ cũng. Yeah. Cũng đến rất sớm. Về lại hận chào. Tôi đến rất sớm. Của lại hận chào. Bạn cũng đến rất sớm. Nì về lại hận chào. Chúng ta Bộ mạnh đều đến rất sớm. Bộ mạnh hậu lại hận chào. Còn lại đều hậu lại. Đều đến rất sớm. Hậu lại hận chào. Chúng ta đều đến rất sớm. Của mình tâu lại hận chào. Của mình tâu lại hận chào. Họ họ đều đến rất sớm. Tâu lại hận chào. Họ là gì? Tha mệnh. Tâu lại tha mệnh. Tha mệnh. Họ đều đến rất sớm. Tha mệnh tâu lại hận chào. Đúng rồi. Cũng cũng đến rất sớm. Về lại hận chào. Họ cũng đến rất sớm. Tha mệnh về lại hận chào. Chúng ta đến rất sớm. Quờ mệnh lại hận chào. Lại quờ mệnh lại hận chào. Quờ mệnh lại hận chào. Họ cũng đến rất sớm. Tha mệnh lại hận chào. Tha mệnh về lại hận chào. Tha mệnh về lại hận chào. Sớm không? Chào. Tổng lại chào ma. Chào ma. Đến sớm không? Lại chào ma. Bạn đến sớm không? Đi lại chào ma. Các bạn đến sớm không? Đi mệt lại chào ma. Đến rất sớm. Tổng lại lái hấn chào. Lái hấn chào. Chúng tôi đều đến rất sớm. Của mình lại hấn chào. Đều đến rất sớm. Tâu lại hận chào. Chúng tôi đều đến rất sớm. Quờ mệnh tâu lại hận chào. Sức khỏe. Sinh thị. Sức khỏe tôi. Quờ sinh thị. Sức khỏe của bạn. Nhi sinh thị. Sức khỏe của anh ấy. Tha sinh thị. Sức khỏe của họ. Tha mệnh sinh thị. Rồi. Ba má. Ba má. Ba má tôi. Quờ ba ba má. Sức khỏe của ba má tôi. Của ba ba má má sinh thị. Đều rất tốt. Tâu lại hào. Tâu lại tâu hận hào. Tâu hận hào. Sức khỏe của ba má tôi. Của ba ba má má sinh thị. Đều rất tốt. Tâu hận hào. Sức khỏe ba má tôi đều rất tốt. Của ba ba má má sinh thị. Tâu hận hào. Sức khỏe của ba má bạn. Nhi ba ba má má sinh thị. Rồi, đều khỏe không? Tâu hào ma. Tâu hào ma. Tâu hào ma. Sức khỏe của ba má bạn đều tốt không? Nhi ba ba má má sinh thị. Tâu hào ma. Họ đều rất khỏe. Ba mong tâu hào ma. Lại tha mệnh tâu hận hào. Tha mệnh tâu hận hào. Đúng rồi. Thầy lão sư. Sức khỏe của thầy lão sư sinh thị. Sức khỏe thầy tốt không? Lão sư sinh thị hào ma. Sức khỏe thầy rất tốt. Lão sư sinh thị hận hào. Thầy của bạn
Vì đạo sư. Sức khỏe của thầy của bạn. Vì đạo sư thân thì. Tốt không? Hảo ạ. Sức khỏe của thầy của bạn tốt không? Vì đạo sư thân thì hảo ạ. Đúng rồi, rất tốt. Anh hảo. Ông ấy rất khỏe. Vì đạo sư. Tha. Tha. Hạnh hảo. Sức khỏe của ông ấy rất tốt. Tha sân thì hạnh hảo. Cảm ơn. Cảm ơn bạn. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn thầy. Thầy của tôi. Cảm ơn thầy của tôi. Cảm ơn thầy của bạn. Ba của tôi. Cảm ơn ba tôi. Cảm ơn ba má tôi. Tạm biệt. Tạm biệt thầy. Cái chữ phải đọc sao? Chữ là, chữ phải đọc theo nè. Sư. Tôi là. Bạn là. Anh ấy là. Các bạn là. Chúng tôi là. Chúng tôi là học sinh. Đều là học sinh. Đọc lại. Đều là học sinh. Chúng tôi đều là học sinh. Các bạn đều là học sinh. Các bạn có phải đều là học sinh không? Lại, nì mẩn tâu sư xuế sân ma. Phải. Chúng tôi đều là học sinh. Đọc lại, wǒ mén dòu shì xuế shèn. Giáo viên. Bạn là giáo viên. Đọc lại, nǐ shì lǎo shì. Ông là giáo viên. Đọc lại, ông. Ông là nín. Đọc theo là nín. Ông là giáo viên. Ông có phải là giáo viên không? Phải. Tôi là giáo viên. Không phải. Tôi không phải giáo viên. Đúng rồi. Thầy Lý. Đọc lại, Lý lão sư. Lý lão sư. Bạn có phải thầy Lý không? Lý sư lão sư. Đọc lại. Bạn là thầy Lý. Lý sư lão sư. Thầy Lý mà. Lý lão sư. Đọc lại. Nǐ shì Lý lão sư. Nǐ shì Lý lão sư. Bạn có phải thầy Lý không? Lý sư lão giáo sư mà. Tôi không phải thầy Lý. Wǒ bǔ shì Lý lão sư. Đọc lại, Wǒ bǔ shì Lý lão sư. Wǒ bǔ shì Lý lão sư. Tôi là thầy Vương. Wǒ shì Lý lão sư. Đọc lại, thầy Vương. Đọc lại, Hoàng lão sư. Hoàng lão sư. Tôi là thầy Vương. Hoàng lão sư. Tôi không phải thầy Lý. Hoàng sư Lý lão sư. Tôi là thầy Vương. Hoàng lão sư. Đúng rồi. Ông ấy là thầy Trương. Đọc lại, thầy Trương. Trang lão sư. Đọc lại, Trang lão sư. Trang lão sư. Ông ấy là thầy Trương. Trang lão sư. Đọc lại, Tha sư Trang lão sư. Tha sư Trang lão sư. Ông ấy có phải thầy Trương không? Tha sư Trang lão sư mà.
来他是张老师吗他是张老师吗phải sư ông ấy là thầy trường ta sư trang lão sư rồi mọi người đếm từ 1 đến 10 xem y y a san sư u liu chi ba chiu sư rồi 11 sư y 11 mình sẽ đọc 10 trước 1 sau ha đọc lại sư y sư y 12 sư 13 sư san 17 sư si đọc lại 17 sư chi sư chi 19 sư chiu 20 20 mình sẽ đọc 2 trước 10 sau nha 20 30 40 50 60 70 80 90 100 có vài người học qua à, hai tuần sau chúng ta đi học thầy sẽ dạy tiếp là con số 100, 1000 thêm vài con số nha. Rồi chữ ngày đọc sao? Đọc lại ngày. Ngày 1 lưu ý nha, ngày 1 mình sẽ đọc là y hao, số trước ngày sau ha, đọc lại y hao. Y hao. Ngày 2 o hao. Ngày 3 san hao. Ngày 10 su hao. Ngày 12 su o hao. Đọc lại ngày 12 su o hao. Là ngày 12 su su o hao. Hôm nay jin hen. Hôm nay là ngày 12 jin hen su su o hao. Đọc lại jin hen shi shi e hao. Jin hen shi shi e hao. Ngày 11 jin hen. Đâu có đâu, dịch ngày 11 su jin hao. Hình như là dịch nó có chớn á. Nó chạy luôn vậy á ha. À, đọc lại ngày 11 su jin hao. Không phải ngày 11 bù sư sử y hào. Hôm nay không phải ngày 11 chiên hẹn bù sư sử y hào. Đúng rồi. Hôm nay là ngày 12 chiên hẹn sư sử ơ hào. Đúng rồi, chiên hẹn sư sử ơ hào. Rồi dịch nè ha. Hôm nay là ngày 12 chiên hẹn sư sử ơ hào. Hôm nay có phải ngày 12 không? Jin hen shi shi e hao ma. Đúng rồi, jin hen shi shi e hao ma. Rồi các em mở sách ra chúng ta đọc một câu đàm thoại nha. Vậy là chúng ta học quá kỹ rồi đúng không? Câu số 5, câu số 5 mọi người đọc theo. Trang 41 đọc theo nè. Ní chào. Ní chào. Ní sân thị hào ma. Ní sân thị hào ma. Xie xie. Xie xie. Zai jian. Zai jian. Đọc lại. Ní chào. Ní chào. Ní sân thị hào ma. Ní sân thị hào ma. Xie xie. Xie xie. Zai jian. Zai jian. Rồi đọc lại. Mời cả lớp đọc lại. Ní chào. Ní chào. Ní sân thị hào ma. Đọc lại lần nữa, ní chào. Ní chào, ní sân thị hào ma. Xie xie, zai jian. À, ní chào là chào bạn ha. Chào các bạn thì nói thì sao? Ní mến chào. Đọc lại, chào các bạn. Ní mến chào. Chào thầy. Chào sư chào. À, mà chào vào buổi sáng ha. Rồi, ní sân thị là sức khỏe của bạn. Dịch rồi phải không? Hào ma là khỏe không? Tốt không? Sức khỏe bạn tốt không? Xie xie là cảm ơn. Zai jian, tạm biệt. Rồi mọi người đọc theo đàm thoại. Đọc theo nè. Ní chào. Ní chào. Ní chào. Ní chào. Ní sân thị hào ma. Ní sân thị hào ma. Hẳn hào. Hẳn hào. Xie xie. Xie xie. Ní mẫn hào ma. Ní mẫn hào ma. Wǒ men dou hen hào. Wǒ men dou hen hào. Nín shen tí hào ma. Nín shen tí hào ma. Y
也很好. Chai chen. Chai chen. Chai chen. Chai chen. Đồng lại, Lý chào. Lý chào. Lý chào. Lý chào. Lý sân thí hào ma. Lý sân thí hào ma. Hẳn hào. Hẳn hào. Xie xie. Xie xie. Lý mẫn hào ma. Lý mẫn hào ma. Wǒ men dou hen hào. Wǒ men dou hen hào. Nín sân thí hào ma. Nín sân thí hào ma. Yê hen hào. Yê hen hào. Xie xie. Xie xie. Zài jiàn. Zài jiàn. Thông thường theo thói quen là người ta hỏi mình hà tốt không, mình trả lời tốt xong mình cảm ơn, xie xie đúng không? Rồi cả lớp đọc lại xem. Ní chào. Ní chào. Ní chào. Lý sân thí hào ma. Hẳn hào. Xie xie. Lý mẫn hào ma. Wǒ men dou hen hào. Lý sân thí hào ma. Yê hẳn hào. Zài jiàn. Zài jiàn. Rồi. Thì không thích đọc chai chen thì mình xie xie xong rồi chai chen. Xie xie xong rồi chai chen nha. Rồi bài biết đọc hết rồi phải không? Bây giờ các em lấy bài tập ra, chúng ta dạy bài tập 15 phút xong rồi học. À, rồi, hết bài tập. Bạn Ngâu hết bài tập đã chữ rồi. Các em này, lúc mới học, à, không phải. Lớp mới á, là như thế này, tháng đầu tiên, bài số 1, tháng thứ 2, nó vậy. Thấy ngạc nhiên không? Dạ, thế ạ. Và ở thời đó. Ai các em này, ai mà làm biếng học viết chính tả nha, làm biếng học viết chữ, ai mà làm biếng làm bài tập thì sau một tháng 4 tuần là bảo đảm rằng là không nói câu nào không từ biệt, rồi âm thầm lặng lẽ chia tay nha. Thầy nói thật đấy. Cảm thấy không theo kịp thầy ơi. Lẳng lặng mà đi. Thầy đọc từ từ. Em cố gắng lắm mới làm được cái gì đó thầy. Thầy mới làm hơn hồi chưa luôn. Viết tối trong một mình thôi. Trốn như là chưa làm. Chưa mắc cho cô bác. Làm cho viên đó. Ừ. Bây giờ lỡ sai mình sửa chúng ta sai bỏ. Thằng thầy em ơi, bây giờ mình biết được không? Bây giờ đó. Làm bài lại kìa. Thank you.
đây nè. Mấy điểm mấy điểm? Mình quá trời hả? Cái này là thiếu hay là sai? Thiếu. Sai vậy thì cái chữ nào cũng là sai. Thiếu. Xong chưa? Rồi lấy bài tập ra. Quá nhò nhò. Mời cả lớp giữ im lặng. Thầy ơi, em đang điểm quá. Chúng ta giải bài tập. Giải bài tập, lấy bài tập ra, không nói chuyện nữa. Rồi, lấy bài tập mà, mở lại lên. Bài số 2. Bài số 2. Bài tập bài số 2. Trang 13. Trang 13. Rồi. Thầy đọc tiếng Việt, mọi người dịch sang tiếng Hoa nha. Yeah. Sớm. Chào. Chào buổi sáng. Đi chào. Sức khỏe. Sinh lý. Sức khỏe tốt. Hào. Sinh lý. Sinh thị hào. Sinh thị hào. Không phải là hào sinh thị ha. Sức khỏe tốt không? Sinh thị hào. Sức khỏe rất tốt. Cảm ơn. Cảm ơn bạn. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt. Hẹn gặp lại. Thầy cô. Học sinh. Ngài. Chào ngài. Cái từ chào ngài là nín chào nha. Nín vô ha. Đọc lại. Nín chào. Lý. Thầy Lý. Lý lão sư. Trương. Trang. Thầy Trương. Trang lão sư. Cô Vương. Quảng lão sư. Đếm 1 đến 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi. 14. 14. Đọc lại. 14. 27. 27. 30. 31. Ngày. Ngày 5. Lưu ý nha, ngày 5 thì ta phải nói là số trước là hao, hao số trước ha. Xong rồi đến chữ hao sau, ủ hao nha. Đọc lại, ngày 5. Ngày 6. Ngày 9. Ngày 14. Ngày 27. Đọc lại. Ngày 30. Ngày 31. Hôm nay. Hôm nay ngày 6. Đọc lại. Chín thèn liêu hào. Chào thầy Trương. Trang lão sư hào. Đọc lại. Trang lão sư hào. Trang lão sư hào. Sức khỏe của thầy Vương. Trang lão sư hào.
thầy Vương đứng trước, đọc lại. Quán lão sư sân thì. Quán lão sư sân thì. Rất tốt. Dịch lại, sức khỏe thầy Vương rất tốt. Quán lão sư sân thì hân hảo. Hôm nay. Xin hẹn. Ngày 16. Xin hẹn. Đọc lại. Xin hẹn sử liêu hào. Xin hẹn sử liêu hào. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt Lưu Kinh. Mình có thể nói là Liễu Chiên Chai Chèn. Mình cho tên trước ha. Liễu Chiên Chai Chèn. Liễu Chiên Chai Chèn. Chào bà buổi sáng. Nín. Cái từ bà. Từ bà là chữ nín đó nha. Nín. Đầu lại nín chào. Nín chào. Hôm nay anh ấy có đến không? Chín hèn tha. Đọc lại. Chín hèn tha là. Chín hèn tha lại mà. Chín hèn tha lại mà. Mary cậu khỏe không? Mary phải hoa nè. Mary phải xong rồi gì? Bạn khỏe không? Cậu khỏe không là bạn khỏe không? Nǐ hǎo ma nha. Đọc lại nè. Mã Ly, nǐ hǎo ma? Mã Ly, nǐ hǎo ma? Mã Ly, dấu phẩy xong. Xong rồi mới ghi là gì? Nǐ hǎo ma nha. Rồi, hẹn gặp lại. Dịch đoán văn, chào bạn. Nǐ chào. Nhưng mà... Mà chào bạn Mary, buổi sáng mình dịch là gì? Mã Ly chào. Mã Ly chào. Hoặc là mình ghi thế này, Mã Ly nǐ chào. Đều được ha. Đọc lại này. Mà ly ní chào. Mà ly ní chào. Mình thống nhất là mà ly ní chào đi ha. Cho thống nhất hết vậy đi. Bạn có khỏe không? Ní hào ma. Ní sân thì hào ma. Ní sân thì hào ma. Bố mẹ bạn. Bố mẹ bạn. Đọc lại. Ní ba ba ma ma. Ní ba ba ma ma. Sức khỏe có tốt không? Sân bố mẹ bạn sức khỏe có tốt không? Đi ba ba ma ma sân thì hào ma. Hôm nay ngày 1. Chín hẹn đi hào ma. Bạn có đến không? Đi lại ma. Rồi lại đi lại ma. Đi lại ma. Bố mẹ bạn có đến không? Đi ba ba ma ma lại ma. Nghe nói. Đọc lại, nghe nói đọc là thinh xua. Thinh xua. Là bài 14 có từ mới đó, từ thinh xua các em sẽ khi làm bài tập sẽ mở ra xem nha. Đọc lại, thinh xua. Thinh xua. David đến. Tao quay. Đọc lại, tao quay lại. Tao quay lại. Vương Lan đến. Vương Lan lại. Đọc lại, Quảng Lan lại. Quảng Lan lại. Thầy Trương cũng đến. Họ đều rất khỏe. Lại tha mẫn tô hạnh hào. Hay là tha mẫn sân thị tô hạnh hào. Thêm chữ sân thị vô. Đọc lại. Chúng ta đang học bài sân thị nên mình là tha mẫn sân thị tô hạnh hào ha. Hẹn gặp lại bạn nhé. Mình nói là chai chen là được rồi ha. Chai chen. Chai chen. Tiếng Việt là hẹn gặp lại bạn nhé. Nhưng mà mình chỉ cần một chữ là gì? Chai chen là được. Như vậy là mọi người hãy chúng ta học xong bài số 1, bài số 2 rồi. Các em sẽ làm bài tập hết này. Viết chữ nha. Lưu ý là viết chữ về nhà là viết thuộc từ mới xong. Từ nào không biết mở phần mềm học viết chữ á, là nó hướng dẫn từng nét đấy nào trước đấy nào sau. Ai không rõ cái phần đó thì hỏi thầy ha, hoặc là hỏi các bạn trong lớp. Sau đó là giải bài tập này ngon lành nha. Chúng ta chuẩn bị học thêm bài số 3. Chúng ta có 2 tuần để hoàn thành nha, chứ không phải là 2 tuần để chúng ta chơi. Chơi là nghỉ luôn á.